Hello các bạn ơi, xin chào các bạn đến với Lôcast TV. Lại là mình đây các bạn. Thì hôm nay Sang sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng sản phẩm Subox nha các bạn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi review đâu, mà chúng ta sẽ bắt đầu tháo thùng, mổ xẻ và khám phá bên trong nội thất bên trong của một dòng loa nha các bạn nha. Xem bên trong thiết kế bên trong có những gì và cấu tạo nên một cái loa hoàn chỉnh nha các bạn nha. Đây mình sẽ đưa lên các bạn xem thử, cầm ra các bạn xem thử là các bạn có nhận ra dòng loa nào không nha. Đây, đây các bạn thấy không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tháo thùng và đi khám phá sâu vào dòng loa Subox NS308 các bạn. Các bạn có thắc mắc không ạ? Rồi chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Dòng loa nhỏ gọn này, dễ thương này thì có điều gì bên trong nha. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Ok các bạn, đây mình đã tháo thùng ra rồi. Đây mình cầm như thế này nha. Thì mình có một điều như thế này muốn nói các bạn luôn. Thì đó chính là đối với nhà sản phẩm này NS308 Subox thì bên mình đã làm video review về sản phẩm này rồi. Ngoại hình thiết kế cũng như là âm thanh rồi bạn nha. Thì các bạn có thắc mắc cũng như là muốn tìm hiểu về dòng loa này thì các bạn hãy search từ khóa trên kênh YouTube của bên mình hoặc là Google, đó chính là Subox NS308 Tâm Việt, thì bên nó sẽ hiện ra video liên quan đến sản phẩm này bên Tâm Việt mình nha. Rồi các bạn đều tham khảo trên đó. Rồi thì bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ Sang sẽ cùng các bạn khám phá, mở ra tung con này ra để xem bên trong bát chép mặt điều khiển có những gì các bạn nha. Ok các bạn ơi, mình lại quay lại rồi đây. Thì mình vừa đi kiếm máy bắn vít nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng với máy bắn vít tự động này, mình sẽ cùng các bạn khám phá la chép và la bát nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mở thôi. Nhưng mà trước khi mở mình sẽ để loa của chúng ta nằm xuống. Ok các bạn, thì vừa rồi mình đã mở xong mặt lưới rồi, thấy không ạ? Đây cũng đơn giản, cũng mỏng rồi nha. Sắt, đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm đưa khuôn la bát và nó chép luôn. Rồi xíu mình sẽ nói sơ một chút về cấu tạo bên trong nha. Rồi. Xong ốc của lo bát và lo chép rồi. Bây giờ mình sẽ đưa máy quay gần xuống để cho bạn nhiều quan sát nha. Rồi, đây các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra chép bát lên cho bạn xem trước. Đây các bạn thấy không ạ? Cấu tạo cũng đơn giản đúng không ạ? Đó. Ok. Ok, mình để dít nó dính lên luôn bạn thấy không? 500. Mình gỡ ra nha. Ok. Đó. Rồi thì cục từ này cục con và từ sau này thì mình thấy nó cũng vừa phải, không quá lớn rồi nha, nên cái sức đập này phát âm thanh này nó chỉ khoảng 200 mv đổ về thôi bạn ơi. Đó mình thấy mà. Đó. Đây. Cùng mỏng rồi nha, cùng nhỏ. Công suất này thì cũng chỉ khoảng là 40W thôi bạn nha, công suất thực tế rồi nha. Còn trên thùng có thể ghi là 350 hoặc là hơn, nhưng mà thực sự ra thì không có loa nào mà nhỏ như thế này mà công suất nó đến khoảng hơn 300 hơn 100 cả, nó chỉ là 40 thôi bạn nha, 40W thôi. Rồi thì nó mới như cái này bạn có thấy nó cũng nhỏ thôi, nếu mà đánh vào 350W thì chắc có thể là bung luôn cái này bạn à, hư luôn á, cháy luôn á, đứt luôn. Thì 40W thì cũng vừa rồi, vừa phải với nó rồi, thì phạm vi hoàn nghe được thì khoảng từ 200 mv đổ về bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cho bạn xem loa chép nè. Loa chép đây hơi khó gỡ xíu bạn à. Đây gỡ rồi, để mình thấy không ạ? Ok, thì bên trong thì người ta làm cũng không có được tinh vi lắm mà nhờ, thấy không ạ? Người ta còn chưa cắt xong này mà nói chung là chẳng ai thấy mà, nên người ta làm như thế. Ok, đây cấu tạo loa chép bạn à, bạn thấy không ạ? Ok, loa chép cũng đồng đơn giản mà. Đó, cái này là loa chép phễu nha, hình phễu mà, bạn thấy không ạ? Hình phễu. Đó, nhìn cũng rất là hay. Ok, chép này cũng vừa phải mà, cũng không có lớn lắm đâu, thì phù hợp với loa công suất 40W thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo nha bạn nha. Ở đó các bạn xem ắc quy luôn. Thì dòng này mình ắc quy mình xem bên trong của loa luôn. Đó, bạn thấy không ạ? Đó chính là ắc quy. Đó. Ắc quy thì khoảng là 4,5 ampere trên giờ nha. Đó dung lượng của nó như thế.
đó, cái hệ vặn ốc bên trong đó này kia người ta dán keo rồi, mình không thể nào mình lấy mình vặn cho bạn được, nó cũng rất phức tạp, hơi tốn thời gian. Rồi còn chưa, bạn thấy mà đó, cái bo màu xanh xanh đấy, bên tím á đó, chính là bo mít, mít không dây bạn nha. Thì là chúng ta xài một mít thôi, thì có một anten, bạn thấy mà. Rồi ok, thì bây giờ nãy giờ mình đã cho bạn xem về bên trong rồi, bây giờ chắc chắn mình sẽ đóng lại mà toàn bộ lo bát lo chép cũng như là mặt trước bằng các ốc lại với nhau. Thì bây giờ mình sẽ gỡ ba mặt ở trên cho bạn nha. Thôi bây giờ mình sẽ để lại máy quay ốc cũ để có thể tiến hành cho bạn xem quá trình mình ráp lại nha. Ok các bạn, thì vừa rồi mình đã gấp lại mặt lưới, lo bát rồi, lo chép rồi, la rồi. Mình có một điều này muốn nói các bạn luôn, thì các bạn ở nhà thì cũng đừng nên tự ý mình mở ốc vít của sản phẩm loa chúng ta ra nha, trong thời gian bảo hành nha. Tại vì nếu mà các bạn ra thì mất cái tem bảo hành của nhà bên hãng, thì chắc chắn bên hãng sẽ không thể nào chịu trách nhiệm các bạn với vấn đề có hư hao hay là mất trong quá trình sử dụng các bạn bên trong đâu nha bạn nha. Rồi cái này lưu ý mình là các bạn có trục trặc gì hãy gọi điện bên Tâm Việt bên mình, sẽ có nhân viên hỗ trợ bạn trong thời gian bạn bảo hành nhé. Sau này ngoài bảo hành cũng được, các bạn cũng phải gọi lên để bên mình có thể hướng dẫn bạn cách sử dụng bao nhiêu, xử lý những loại của la được cách tốt nhất, các bạn nên làm gì với la nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo, thì mình sẽ khui mở bo mạch trên này để bạn khám phá bên bo mạch chúng ta có những gì. Dòng này mình thấy bạn bo mạch cũng nhỏ, cũng không lớn lắm, thì có thể là nó sẽ nhìn đơn giản hơn so với những bao mặt lúc trước mình đã từng khui của những dòng lớn 4 tấc 5 tấc nha. Rồi là mình có 2 tấc thôi. Ok bây giờ mình chắc chắn mình đầu tiên ok các bạn, thì vừa rồi mình đã khui, mình mở một bên tay quay cầm rồi. Đối với dòng này mình phải mở hết hai quay cầm hai bên thì mình mới có thể là mình đợi được bo mạch điều khiển của loa ra nha. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gỡ bên này luôn nha bạn nha. Đây các bạn thấy không? Rồi. Thì vừa rồi mình đã gỡ hết ốc của mô mặt cũng như là quay cầm rồi, thì mình có thể gỡ này ra một cách dễ dàng. Ok giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem nè. Đấy bạn ơi, đây ok mình quay lại cái này nha, mình thấy mà thấy rõ mà, mình đưa máy quay lại một chút. Rồi ok các bạn, đây mình thấy mà. Ok thì đây các bạn hãy nhìn lên đây, đằng trước đây, phía này mình đang cầm đó, hướng này là hướng chỉnh các phím chức năng cũng như là màn hình hiển thị nha bạn nha. Đây làm phía bên này bo mạch này đó, còn ở phía dưới này đó chính là bo mạch điều khiển âm thanh rồi nha, delay bass chép echo rồi âm thanh rồi cũng như là đây và USB thì nhớ là khúc dưới này, đây các bạn thấy mà khúc dưới đó. Còn ở giữa bạn thấy mà nó chia ra, đây là mình xài công tắc nè đó, còn ở giữa chúng ta là âm lượng tổng nha bạn nha, cái núm tặng lượng tổng nè con này mà, còn cái bên là chỗ nguồn. Đó, chỗ chúng ta xài nguồn điện ắc quy bên ngoài nha, 12V đó bên đây bạn. Đây ok cơ bản mà thôi, chúng ta mình sẽ soi chi tiết bạn nhìn đó, bạn nhìn thấy bên trong mà. Ok những gì chúng ta gỡ lúc nãy nhà bên trong hết là chép loa bát ắc quy ở dưới thì bo mic rô mình thấy mà đó, cũng đơn giản mà nha. Chứ nếu bạn có một chút kiến thức về loa cũng như là am hiểu về loa thì các bạn sẽ có thể tự làm một chiếc loa ở nhà cho mình rồi, với những thứ linh kiện như vậy thôi, nói chung cũng chỉ là ráp lại lắp ráp thôi các bạn à.
Ok, thì dòng loa của chúng ta Support này thương hiệu Việt Nam, nhưng mà mình xin nhắc một lần là tất cả hàng nhập vào đây là từ Trung Quốc các bạn nha, đều là của Trung Quốc hàng xuất khách, và chúng ta chỉ lấy thương hiệu khi chúng ta lắp ráp Việt Nam thôi. Thì đây dòng Support thương hiệu Việt Nam. Rồi, thì có một điều mình muốn nói luôn, đó là bạn thấy tem tông Việt không ạ? Tông Việt, đây bạn thấy không ạ? Đó, thì đối với sản phẩm bên mình, loa bên mình mà có dán tem tông Việt thì đồng nghĩa với việc là đã qua một sự chọn lọc rất nghiêm khắc, khắt khe để có thể đưa ra ngoài thị trường, để có thể giao tới tay khách hàng sử dụng một cách tốt nhất các bạn nha. Rồi, thì các bạn cứ yên tâm về thương hiệu tem Việt của mình. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ ráp ốc lại và tay gầm lại và hoàn chỉnh lại cái loa này. Ok các bạn, ok thì vừa rồi mình đã đóng lại hoàn chỉnh bao mặt cũng như là quay cầm của loa rồi bạn nha. Thì ok, thì mình còn đóng một chút luôn. Thì đối với dòng loa của chúng ta thì bởi vì nó quy 4.5 A này á, thì chúng ta chỉ xài 2 đến 3 tiếng đối với hát karaoke và khoảng 4-5 tiếng đối với mở nhạc thôi mày nha. Tại vì dung lượng bình cũng hết, do loa chúng ta còn nhỏ, loa 2 tấc thôi, dòng loa 2 tấc nên âm thanh cũng như là cái bình ắc quy cũng sẽ tỷ lệ thuận so với cái kích thước của loa cũng như là loa này của chúng ta nha. Nhỏ thì như cái ắc quy tiêu thụ cũng sẽ nhỏ. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nhưng mà trước khi kết thúc thì mình cũng muốn nói các bạn là các bạn đừng quên đăng ký kênh Tâm Việt nhé, loacatamviet.com để theo dõi video mới nhất. Đồng thời cũng hãy để lại bình luận cũng như ý kiến trong thời gian tới các bạn muốn Tâm Việt làm gì, hay là muốn Tâm Việt làm video tháo thùng cũng như review về sản phẩm nào, hãy comment ở phía dưới phần bình luận của video nha. Rồi, thì đến đây Tâm Việt cũng xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn trong một thời gian sớm nhất nha. Bye. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lo kéo Tâm Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã dành thời gian theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc chúng ta truy cập vào website loakéotamviet.com, hoặc truy cập website cá nhân của Tính là nguyentonquốctính.com. Mọi người đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, hay còn gọi là nút subscribe, để chúng ta có thể là cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Quên, khách quý nào chúng ta muốn biết thêm về kiến thức lo kéo cũng như để chúng ta trang bị cho bản thân mình kiến thức mua hàng an toàn và tốt hơn, thì mọi người đừng quên truy cập website chuyên gia của bên mình, đó là kiến thức loa karaoke.com nhé. Cảm ơn mọi người. We'll be right back.